Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay lại với Blockstar Insight, là bài hướng dẫn về Android. Mình là Việt. Bài hôm nay thì chúng ta tiếp tục về cái ứng dụng Weather. Thì đầu tiên là chúng ta chạy cái file trước, cái bài hướng dẫn trước chúng ta đã làm. Thì ở đây các bạn ấn thì nó hiển thị ra như này. Thì các bạn sẽ thấy có hai vấn đề. Đầu tiên là nó sẽ hiển thị ra toàn bộ layout. Đây thì các bạn thấy như này. Và cái thứ hai là các bạn thấy About Us đây thì nó cũng tương tự với cái menu của thằng menu item ở đây. Thì cái này là bởi vì tôi đã thay đổi cái chỗ cái label ở đây, label ở đây của cái thằng About này, cái string đây. Nhưng trong khi đấy thì cái thằng setting này thì tôi vẫn giữ nguyên của việc copy cái thằng trên. Thì vì thế mà khi các bạn chạy setting up thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có chữ weather ở đây. Thì đây chính là cái ưu điểm mà chúng ta khi sử dụng với cái file string trong cái thư mục values đây, tức là chúng ta khai báo một lần và chúng ta dùng nhiều lần. Thì đấy là tác dụng. Ngoài ra thì ở bài này tôi sẽ dẫn các bạn làm thế nào chúng ta tạo một cái dialog nó hiển thị đây cho cái thằng menu above. Thì ví dụ như khi chúng ta ấn như này thì thay vì nó hiển thị toàn màn hình thì nó chỉ hiện một cục nhỏ nhỏ đấy thôi. Thì chúng ta vào file manifest và vào cái activity của những cái thằng nào mà chúng ta muốn đó là dialog. Thì các bạn vào cái thẻ activity, các bạn gõ android chấm, thì lúc này các bạn có thể có một số nhiều cái dưới này. Thì ở đây các bạn chọn cái theme, come on, chọn android và tiếp đến là chọn cái gì, chọn kéo xuống, chọn cái style này. Sau khi có style thì nó sẽ gạch chéo và ấn theme ở đây. Thì các bạn sẽ thấy nó có rất nhiều loại khác nhau ở đây. Ví dụ theme dialog này, rồi theme input method này, theme line, hoặc là theme no title bar, hoặc là no display, ví dụ rất nhiều thứ. Thì ở đây mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn nên mình chọn cái đơn giản nhất là cái theme dialog này. Thì sau khi có cái này thì chúng ta chạy chương trình. Cái việc sử dụng dialog này nhiều khi nó rất tiện, đấy là khi chúng ta muốn thông báo một cái việc gì đấy thì chúng ta dùng cái này. Thì ngoài việc dùng toast mà như mình đã hướng dẫn các bạn ở phía trước ấy, ở những cái bài trước, thì chúng ta có thể sử dụng cái này để hiển thị lên. Ví dụ như khi các bạn muốn thông báo cái gì đấy mà nó không biến mất, cái toast thì nó sẽ có hai cái chế độ, là hai cái thời gian, đó là long và short. Thì cái thời gian hiển thị nó cũng không không được lâu. Thì vì thế mà nếu mà chúng ta dùng dialog thì nó sẽ được hiển thị trên màn hình, và đến lúc mà người dùng click tắt thì là cái tác dụng của menu của dialog. Thì bây giờ chúng ta ấn menu, ấn about, thì các bạn sẽ thấy đây bây giờ nó không hiện toàn màn hình nữa mà nó chỉ hiện một ô nhỏ nhỏ như này thôi. Và cái background phía sau, cái background của cái thằng weather thì chúng ta vẫn thấy nhưng mà dùng nó mờ đi. Thì đây chính tác dụng của thằng dialog. Ví dụ như các bạn khi làm việc với xử lý với cái gì đấy mà các bạn muốn thông báo cho người dùng chẳng hạn, thì là các bạn sử dụng cái này nó cũng rất tiện. Thì như thế là mình giới thiệu xong cho các bạn về cái theme dialog này, cũng không có gì khó và cũng gì đặc biệt cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo.